U sắp đón thêm 2 tân binh. MU đặt thỏa thuận cá nhân với Matthijs de Ligt và Nao Semazao, chỉ còn chờ chốt mức giá với Bayern Munich. Theo The Athletic, MU thỏa thuận thành công với de Ligt và Mazao về bản hợp đồng 5 năm, kéo dài tới tháng 6 năm 2029. Câu lạc bộ chủ sân Old Trafford còn kèm thêm điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm. Ngược lại, Bayern thông báo với cặp đôi này rằng họ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Do đó, đại diện nước Đức tạo mọi điều kiện để MU sớm hoàn tất 2 thương vụ. Thể thao đưa tin MU trả giá 29,5 triệu bảng mua Zenit. Tuy nhiên, Bayern lập tức từ chối và yêu cầu 42 triệu bảng chưa bao gồm phụ phí. Trong khi đó, MU đồng ý trả mức phí dao động từ 15 đến 20 triệu bảng cho Bayern ở thương vụ Mazao. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Zenit và Mazao kiên nhẫn chờ đợi MU. Dù vậy, câu lạc bộ thành Manchester phải thanh lý được Scott McTominay và Aaron Wan-Bissaka mới tiến hành chốt thỏa thuận với Bayern. Quỷ đỏ ra giá bán McTominay ở mức 30 triệu bảng, còn với Wan-Bissaka là hơn 15 triệu bảng. Hiện tại, Fulham và West Ham đang lần lượt đàm phán với MU về 2 thương vụ này. MU muốn bổ sung thêm Zenit trong bối cảnh hàng thủ thường xuyên gặp vấn đề. Tân binh Lenny Zoro vừa dính chấn thương nặng và được chẩn đoán nghỉ 3 tháng. Trong khi đó, Mazao khá đa năng khi có thể đá tốt ở trí hậu vệ phải, trái và tiền vệ. Do thể lực của lúc so và Tyrell Malaysia không đảm bảo, Mazao sẽ là phương án thay thế lý tưởng.